woke up at 11 o'clock. I ain't got no job. What the hell should I do today? This feel like some mile. I don't give a fuck. Oh my god, shut the fuck up. I ain't hearing what you gotta say. What? Mình đang phải kéo xuống như thế này bởi vì sợ mọi người bị ánh đèn đấy nó ấy vào cái kính. Good morning mọi người, chào buổi sáng. Ngày hôm nay mình xuất hiện với một hình ảnh khá là kinh dị và mình vừa mới ngủ dậy. Khi ngủ dậy thì thường là mình sẽ đi rửa mặt luôn và mình sẽ đeo kính áp tròng luôn hoặc là sẽ như thế này. Thì ngày hôm nay sau một trận đau răng kinh hoàng một tuần, mặt mình kiểu sưng vù lên trông như kiểu một con chip măng ấy, thì cuối cùng sau một tuần uống kháng sinh bây giờ mặt mình đã đỡ rồi, bây giờ cũng đã đỡ đau răng hơn rồi. Rất nhiều bạn đã hỏi ở trên Facebook thì bây giờ mình đã ăn uống được bình thường. Nên là để chào mừng sự kiện mình đã quay trở lại thì sẽ là một video make up. Cái này gọi là gì, make up tự nhiên hàng ngày mà mình làm thường xuyên trong thời gian gần đây. Bây giờ thì lâu lắm rồi mình cũng không make up kiểu lồng lộn hay là kiểu ngồi tán mất thời gian nữa. Mình làm mọi thứ rất là nhanh thôi và hầu hết chỉ gói gọn trong những cái sản phẩm này. Thì bây giờ trước khi mà mình thực hiện make up đầu tiên, ok sao tự nhiên bỏ kính làm gì. Trước khi thực hiện make up đầu tiên thì chúng mình sẽ mở cái hộp này ra để đeo lens, bởi vì mình không thể chịu được cái cảm giác mà đeo kính đó. Mọi người nhìn này, đeo kính nhá, mỗi lần mình cười là kính này nó cứ chạm vào chỗ này này và cái gò má ấy, khó chịu cực. Xong rồi lúc nào bỏ ra nó cũng bị kiểu hai cái vết ở đây này. Và bây giờ chúng mình sẽ mở ra xem là sản phẩm mà mình đã order. Thực ra mình đã order cái hộp này từ 2 tuần trước. Thế nhưng mà đợi mòn mỏi mãi mới tới. Và khi mà cái hộp này vừa tới thì hôm qua mình đã lên trên Facebook của Doe Eyes thì cái sản phẩm này đã sold out rồi. Cái này là bộ sưu tập number 5. Đây là cái bộ sưu tập mới nhất, có hai màu lens là màu xám và màu nâu. Thì cái này là, đây mình đọc cho mọi người nghe. Vừa mới lên đây xem là đã bán hết từ hôm qua rồi. Nhưng mà cái này là limited, gọi là gì nhỉ, bộ sưu tập giới hạn. Thì đây là number 5, bộ sưu tập có giới hạn lấy cảm hứng từ sự thanh lịch sang chảnh của cô nàng Paris. Thì mình thấy là cái màu nâu ấy thì nó sẽ dễ hơn cho cái make up hàng ngày. Còn nếu mà màu xám thì thường mọi người sẽ phải kiểu make up nó lồng lộn hơn một chút xíu ấy thì nhìn nó mới ra hiệu ứng của cái lens được. Thì đây là hai cái hộp mà mình có này. Number 5 Born Elegant có màu brown và màu grey. Thì khi mọi người mở ra sẽ có một cái pack như thế này. Thì trong này sẽ có hai cái đựng lens. Mọi người biết không, mình đã đeo lens 4 năm nay. Và cái ngày đầu tiên mà mình đeo lens mình vẫn còn nhớ như in. Đấy là mình quay cho một cái video gì ấy. Thế xong mình quyết tâm là mình sẽ đeo lens để nhìn cho nó khác một chút. Thế xong trời ơi, 2 tiếng đồng hồ mới cho được cái lens vào trong mắt, ngồi có đỏ hết cả mắt luôn ấy. Nhưng bây giờ sau 4 năm thì mình đã rất là quen rồi, sáng nào cũng chỉ 2 giây là xong, đeo rất là nhanh. Và Doe Eyes cũng là một trong những hãng mà mình đeo đầu tiên luôn. Mọi người bảo mình là làm một video về lens, nhưng mà thực sự là bây giờ mình không nghĩ ra làm cái chủ đề gì, bây giờ mình sẽ đeo cho mọi người xem trước nhá. Tiên là khi đeo thì tay chúng mình phải sạch này, mình vừa mới đi rửa tay rồi. Bây giờ thực sự là mình đang không nhìn thấy một cái gì đó luôn ấy. Đấy, cận 2,5 độ, mình sẽ để tay lên đây. Sau đó một cái tay này kéo mắt xuống này. Sau đó chớp. Và mọi người có thể kiểu nhìn qua nhìn lại. Ôi, tôi đang nhìn tất cả mọi thứ xung quanh rồi, thế là sung sướng. Đó, mọi người nhìn thấy là cái này nó có một chút giãn này, nhìn mắt mình nó đỡ buồn ngủ hơn. Và với cả màu này là màu nâu, nhìn nó rất là tự nhiên. Màu nếu mọi người đi học cũng rất là ok này. Bây giờ đã nhìn rõ tất cả các thứ rồi, chúng mình sẽ bắt đầu với cả bước make up đầu tiên. Hầu hết trong thời gian này trộm vía 1 tỷ lần là da mình không có quá nhiều mụn và không có quá nhiều khuyết điểm. Thì mình sẽ tập trung làm thế nào chỉ để che khuyết điểm vừa phải thôi, với cả để cho cái lớp nền nó giữ được tự nhiên nhất có thể. Thì đầu tiên mình sẽ xịt cái MAC Prep and Prime. Cái loại này là loại hình như là mùi hoa hồng phải. Sẽ xịt toàn mặt. Thực ra cái bước này ấy cũng là một cái bước để làm cho cái lớp nền nó được ẩm hơn.
Nhưng mà một cái nữa đấy là khi mà xịt thì mình cảm giác như là rất là tỉnh ngủ vào buổi sáng. Sau khi cái MAC Fix Plus nó đã khô trên da mặt mình rồi thì mình sẽ dùng VDL Lumi Layer Primer. Cái loại này là loại mà mình đã dùng ở trong cái video gọi là gì nhỉ? Mua hàng miễn thuế của Hàn ấy. Rất là thích luôn. Kiểu nó vừa dưỡng ẩm này, vừa làm cho da mình căng này, mà giữ được cái make up rất là lâu nữa. Mình sẽ đợi khoảng 1 phút gì đấy để cho cái primer này nó ngấm vào da ấy, bởi vì mình không muốn là những cái bước tiếp theo mình di chuyển ấy thì nó sẽ đưa theo cả cái lớp primer nữa. Thì sau đó tùy vào là ngày hôm đấy mình có những việc gì, nếu mà mình đi ra ngoài đường nhưng mà mình không có việc gì quan trọng lắm, cần gặp ai chỉ cần ra một tí thôi thì mình sẽ dùng kem che khuyết điểm. Nhưng mà mình biết là trong số những bạn xem video thì có rất nhiều bạn là cũng có nhiều khuyết điểm ở trên da này, hoặc là mọi người muốn là cũng kiểu che phủ được một phần nào đó ấy. Thì đây là một trong những cái cushion mà mình đang thích nhất trong thời điểm bây giờ. Cái này là, thực ra mình đã thích cái này khoảng 2 năm nay rồi, nhưng mà đến thời gian gần đây khi mà da mình trộm vía nó đỡ hơn ấy thì mình mới bắt đầu chuyển sang dùng cushion. Hồi xưa thì mình hay dùng những cái kiểu full coverage foundation thì nó sẽ dày hơn và nó sẽ che khuyết điểm được nhiều hơn. Thì cái này là ILP, chết rồi, toàn tiếng Hàn không đọc được gì hết, SPF 50+ và PA 3+, màu mình dùng là màu số 21. Mình đã dùng cái lõi này là lõi thứ 3 rồi và mình mới mua thêm một cái mới nữa. Đó, thì mình sẽ dùng cái pop này. Cái này nhá, nó được cái là nó làm cho da mình rất là bóng đẹp này, nhưng mà nó lại che khuyết điểm rất là tốt và nó giữ được ở trên da rất là lâu. Mình rất thích dùng cái IOP này hoặc là cái cushion của MAC ấy. Trời ơi, dùng siêu thích, để mình lấy cho mọi người xem nhá. Đây, cái cushion mà mình muốn nhắc đến là MAC Light Full, Light Plus, Light Full C, C Plus Coral, Brass SPF 50 và PA 4+. Trời ơi, cái này nó che phủ rất là tốt và nó giữ được rất là lâu nữa. Đó, mọi người nhìn không? Nó có một cái độ bóng nhất định này. Tuy nhiên là nó sẽ vẫn nhìn thấy một số cái khuyết điểm nếu mà mọi người có những cái mụn to. Ví dụ như cái mụn này của mình này, là cái mụn nó đang sưng nên nó rất là to. Mình sẽ dùng cái tờ same màu 01 này, chấm lên trên những cái chỗ mà mình cần che. Sau đó thì mọi người có thể dùng những cái cọ nó rất là nhỏ, ví dụ như là cái này chẳng hạn. Thì cái này nó là của Sigma để che khuyết điểm ở những cái vùng mà mình vừa chấm ấy. Nhưng mà cho những ngày mà bình thường ấy, mình muốn làm mọi thứ rất là nhanh thôi, thì mình sẽ dùng cái cọ rất to này. Cái này là foundation brush dạng mới của Real Techniques mà mình mới mua hồi mình đi Mỹ ấy. Thế mọi người luôn, cái này siêu siêu thích. Nếu mà bạn nào mua được, tán foundation cũng thích, mà tán kem che khuyết điểm cũng thích, mà tán má cũng thích. Nói chung cái cọ này rất là thích, rất đáng đồng tiền bát gạo. Tất nhiên là bởi vì cái này là make up hàng ngày thôi nên là mình không cần phải là che hết, kiểu nhìn kiểu flawless luôn. Mình làm như thế nào để da mình nhìn nó vẫn giống như da thật này mà không nhìn thấy khuyết điểm nhiều lắm. Tức là mình có thể nhìn thấy một chút xíu nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả, nhìn nó vẫn tự nhiên. Rồi, trong thời gian gần đây thì mình có thử là mình không set phấn đối với cả những ngày mà khô, rất là ok. Nhưng mà đối với cả những ngày mà trời nó đang ẩm như thế này, mà thời tiết ở Hà Nội cái mùa này độ ẩm nó rất là cao, nó rất là nồm như mọi người nói ấy, thì mình vẫn phải set phấn. Bởi vì nếu mình không set nhá, mọi người sẽ nhìn thấy là cái phần giữa cái tím mà mình dùng mascara chẳng hạn thì nó sẽ bị lem xuống rất là nhanh, hoặc là mọi người kẻ mắt ấy mà mọi người không set phấn thì nó sẽ lem xuống rất là nhanh. Nên mình vẫn sẽ set một chút xíu ở những cái phần mắt này này. Đó, và ở chỗ mũi này một chút. Mình sẽ dùng Rimmel Stay Matte Powder. Mình sẽ sử dụng một ít MAC Strobe Cream, một tí tẹo 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 thôi. Thế mọi người luôn, mình mua cái này là kiểu size bé mà dùng mãi không hết gì cả. Chấm vào hai bên gò má này, với cả một ít ở chỗ môi này. Sau đó có thể dùng ngón tay hoặc là dùng cọ tùy mọi người để tán lên trên này. Bây giờ sẽ chuyển sang má nhá. Thì mình đang dùng cái Juicy Pang Blusher này. Nhìn này, nó giống như kiểu là một cái gọi là gì, lọ đánh móng tay ấy. Cái này mọi người đi mang đi học hoặc là mang đi du lịch cũng rất là tiện. Sẽ chấm một ít.
lên đây. Đó. Xong để như này ra ngoài đường thôi. Những cái phấn má dạng kem này nếu mà mọi người đã mua rồi thì mọi người nên tranh thủ dùng vào mùa đông. Dùng vào mùa hè thì nó sẽ hơi khó bởi vì da mình ra mồ hôi với da dầu nhiều ấy. Còn mùa này thì nó sẽ tiện hơn và nhìn da mình nó bóng, nó cũng đẹp hơn nữa. Mình muốn nó thêm một chút xíu nữa. Đó, cái này thì mọi người có thể dùng Beauty Blender hoặc là dùng cọ tán cũng được. Phần highlight thì dạo này mình đang dùng cái Physician Formula Butter Highlighter này. Mọi người nhìn thấy sao nó bị teo lại như này. Tức là lúc đầu nó là trong một cái pen như này, ngon xong nó bị teo lại còn một tí. Mình sẽ dùng tay nhá. Chấm lên trên này. Thường hàng ngày khi mà mình make up ấy thì mình cũng rất ít dùng bronzer, trừ khi mà nếu mình có chụp ảnh hay gì đó thì mình sẽ sử dụng những cái rất là nhẹ thôi, ví dụ như là cái Innisfree để chẳng hạn, lấy một chút thôi. Cái này nó rất là nhẹ, nó không phải kiểu đánh khối lồng lộn, cái này chỉ là gọi là mặt mình có góc cạnh một chút xíu. Đấy, như này để chống ai mặt nọng lái lai này. Trán mình thì nó quá là rộng ấy mọi người, nên là phải cho một chút lên trên trán. Hầu như là kiểu không nhìn thấy gì lắm ấy, chỉ là gọi là cho nó có khối một chút thôi. Em mình vừa mới zoom mọi người vào để mọi người nhìn rõ hơn nhá. Đối với những bạn nào mà mọi người chưa làm điêu khắc lông mày này hoặc là chưa full theo gì đó thì tất nhiên là mỗi ngày mọi người vẫn phải bỏ ra một cái khoảng thời gian nhất định để kẻ lông mày, đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cái brow pomade này của BH Cosmetics, màu này là màu brunette, để mình thêm một chút lông mày. Lông mày của mình thì làm cũng đến nay cũng được là gần một năm rồi đấy. Để đánh mắt thì trong thời gian vừa rồi mình đã hay làm theo cách như thế này. Mình sẽ lấy một ít cái bronzer này của Innisfree, đánh lên trên toàn bộ vùng bầu mắt này. Hoặc là nếu mà bình thường ấy mà mình không đi đâu hoặc là kiểu không việc gì quan trọng lắm ấy thì mình còn chả đánh mắt nữa luôn. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái này là loại phấn má mà mình đã dùng nhiều nhất trong năm 2018. Cái này là của Base màu Rose Beige. Và cái này mình thấy các bạn makeup artist cũng dùng rất là nhiều. Mình sẽ lấy một cái cọ như thế này nhá. Lấy một ít màu mắt, à màu má. Đó, sau đó tán lên trên mắt như thế này. Thường mình sẽ kẻ mắt luôn, nhưng nếu mà mọi người muốn mắt mình là có thêm một chút nhũ thì cái này cũng rất là thích này. Cái này là Prism Air của Clio Professional. Màu này là màu số 17, Copper. Bởi vì cái này nó là nhũ nhưng mà nó không phải là kiểu lấp lánh mắt chớp chớp. Cái này nó nhũ rất là nhẹ thôi. Ta-da! Bucci Innisfree Always New Auto Liner. Đây là một loại mà Trinh cũng dùng nhiều nhất trong năm vừa rồi. Cái loại này mọi người không cần phải quá chuyên nghiệp gì cả. Mọi người chỉ cần nhắm mắt vào này, sau đó kẻ sát theo cái đường mi mắt của mình. Và cái này một cái mà Trinh rất là thích, đấy là nó không cần phải ngọt. Mọi người chỉ cần bấm cái này lên là được. Và đồ của Innisfree ở Việt Nam thì bán cũng là siêu rẻ. Đó. Sau đó kẻ sang mắt bên này, chỉ cần đưa sát cái mí mắt là được. Ôi trời nắng rồi kìa. Mascara mình đang dùng trong thời gian này là của The Balm. Đây là Scuba Water Resistant Black Mascara. Cái này thực sự là nó, tức là nó không làm cho mi mình dài ra đâu, nhưng mà nó bám vào từng sợi mi này, với cả đúng là nó là waterproof luôn.
Đó, đã dùng mascara xong. Về son thì dạo gần đây mình cũng chẳng có một cái quy tắc gì cả. Cứ khi nào mà mình đã make up xong thì xong rồi mình ra mình nhìn thấy cái son nào là mình đánh thôi. Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ thử một số cái màu son mới của Ophelia nhé. Nói là mới nhưng mà màu này thì cũng đã dùng rồi. Cái này là Focus Here này. Thì thường mình sẽ đánh một cái màu nút ở trên toàn môi như thế này. Xong rồi ở trong lòng môi thì mình sẽ đánh một cái màu nó tươi hơn. Ví dụ như là màu đỏ hoặc là màu gọi là màu nó hơi đậm hơn một chút xíu ấy. Thì đây là màu The One này. Đó, những cái bước make up mình làm hàng ngày thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và nếu mà mình không nói chuyện thì chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và sử dụng những cái sản phẩm này không... Mình thấy là không có cái nào kiểu quá đắt tiền ấy. Mà mọi người đều có thể mang những cái này, ví dụ đến chỗ làm hoặc là đi học đều có thể làm được ở chỗ lớp học luôn. Cực kỳ là đơn giản. Hầu như là bây giờ mình chỉ sử dụng những cái nó làm một vài bước là xong, hoặc là nhiều khi còn không make up luôn ấy. Là mình đã làm make up này với cả cái màu brown này. Mọi người nhìn thấy, bây giờ mình muốn là thử cái màu xám để xem là khi mà cùng một cái make up ấy mà dùng hai cái lens này thì nó có khác gì nhau không. Bởi vì như ở trong cái quyển này ấy là hai phong cách hoàn toàn khác nhau luôn. Ôi mọi người ơi, cái lens này đeo lên một phát là nó thành một cái vibe khác hẳn luôn. Lúc nãy cái nâu kia thì nó tự nhiên hơn, bây giờ đeo cái xám này thì nhìn nó gọi là gì, nó phong cách hơn, vậy là trông kiểu cool girl lạnh lùng hơn ấy. Nhưng mà đeo cái này chắc chắn là phải make up nhá, cái màu này chắc chắn là phải make up thì nó mới đẹp được. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người hết tất cả những bước mà mình làm make up hàng ngày, make up nhanh, make up tự nhiên. Đặc biệt là dành cho những bạn nào mà cũng lười giống như mình, không muốn là dành quá nhiều thời gian cho việc make up vào buổi sáng này, hoặc là dành kiểu hàng tiếng đồng hồ để tán mắt hoặc là tán nền ấy, thì mọi người có thể làm theo những bước mình vừa hướng dẫn vừa rồi. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Đừng quên ấn like, subscribe cũng như là ấn hình chuông để có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nhé. Chúng mình sẽ gặp lại nha trong những video tới. Bye bye.